Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách chương trời sáng tạo nhé. Trong lớp xem bài giảng của Thầy Liêm nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ bài hôm nay mình sẽ làm bài tập cuối chương 1. Trước hết là phần câu hỏi trắc nghiệm. Mình sẽ chọn đáp án đúng. Trước hết là câu số 1. Gợi ý là tập hợp các chữ cái trong từ khâm. Viết cách viết nào là đúng nha. Giờ như vậy mình nhớ là khi mình viết tập hợp các chữ cái thì mình sẽ không lặp lại các chữ cái hay là như vậy. Trong từ này mình thấy là có T, H, A, N, H thì chữ H xuất hiện hai lần, nhưng mà mình viết vào và tập hợp thì mình viết một lần thôi là được, đúng không? Như vậy mình thấy là đáp án A là sai, chữ H xuất hiện hai lần. Đáp án B là không có chữ A, đúng không? Đáp án C là có đủ nè, chữ H không được viết hay là viết một lần là được nhé. Như vậy là câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C nhé. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu số 2. Gợi ý là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5, cách viết sai là. Như vậy mình nhớ là các số tự nhiên mà không lớn hơn 5 có nghĩa là bằng 5 được nha, đúng không? Có nghĩa mình lấy luôn số 5. Như vậy các số tự nhiên mà không lớn hơn 5 có nghĩa là 0, 1, 2, 3, 4, 5, đúng nè. Lấy luôn số 5 nhé. Như vậy đáp án A đúng nè, lấy luôn số 5 nè. Đáp án B cũng đúng, lấy luôn số 5. Đáp án C, đây là X là của các số tự nhiên X nhỏ hơn 5, như vậy là không lấy số 5. Như vậy là đáp án C sai nha. Người ta nói không lớn hơn 5 có nghĩa là mình lấy được luôn số 5, đúng nè. Như vậy là câu số 2 mình cũng chọn đáp án C. Giờ như là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3, cách viết nào sau đây là sai? Đáp án A là A cộng B bằng B cộng A. Đúng, đây là tính chất giao quan. Đáp án B là AB bằng PA, có nghĩa là A nhân B sẽ bằng B nhân A. Đúng. Đáp án C sẽ là A nhân B cộng cho A nhân C sẽ bằng A nhân cho tổng của B cộng C. Như vậy ở đây mình không có dấu, mình hiểu là dấu nhân nhé. Như vậy ở đây mình thấy là A dấu nhân, A dấu nhân giống nhau, mình sẽ giúp ra là nhân tử B cộng C, đúng không? Như vậy câu C đúng. Tiếp theo là đáp án D. A nhân B trừ cho A nhân C, mình thấy là dấu A, A nhân giống nhau, mình sẽ giúp A dấu nhân ra ngoài. Như vậy bên trong dấu ngoặc sẽ là B trừ C. Người ta viết là C trừ B, như vậy là người ta viết sai. Như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án C. Đúng rồi. Mình nhớ là khi mình giúp ra làm nhân tử chung thì ở đây là không thay đổi, B trừ C vẫn là B trừ C, đúng rồi. Giờ tiếp theo câu số 4, các em hiểu bài chưa? Khi mình giúp nhân tử chung ra thì không thay đổi nhé, B trừ C vẫn là B trừ C. Tiếp theo là câu số 4. Mình sẽ nhận xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng nha. Như vậy là mình sẽ nhớ, các em nhớ tất cách nhận không nè. Ví dụ là 12 nhân cho 11 thì 11 mình sẽ tách ra là 10 cộng 1. Sau đó mình sẽ lấy 12 nhân cho 10. Giờ thầy sẽ tính nhé chỗ này cho các em hiểu chỗ này chút nhé. Giờ ví dụ như là mình lấy 12 nhân cho 11, đúng không? Như vậy là 12 giống nhau, mình biết là 11 mình tách ra là 10 cộng 1, đúng không? Giờ sau đó mình nhân phân phối vô sẽ là 12 nhân cho 10 cộng cho 12 nhân cho cộng cho 12 nhân cho 1, đúng không? Như vậy 12 nhân 10 sẽ là 120, còn 12 nhân 1 sẽ là 12. Như vậy là 120 cộng cho 12 thì sẽ là 132. Đó là cách mình tính nhận, đúng không? Giờ như vậy là đáp án A là sai nhé. Như mình kiểm tra xem đáp án B có đúng hay sai, đúng không? Mình cũng nhận tương tự luôn. Giờ thầy sẽ nhẩm nhép cho các em xem nhé. Còn khi mình nhẩm thì mình nhẩm trong đầu thôi. Ở đây thầy viết nhép ra cho các em hiểu thôi nhé. Khi mình nhẩm, nhẩm trong đầu thôi nhé. Đúng không? Giờ như vậy là 13 giống nhau, viết lại. T
99 mình sẽ tách chia là 100 trừ 1. Giờ sau đó mình nhân con phối vô. 13 nhân cho 100. Dấu trừ lại. 13 nhân cho 1 thì vẫn là 13 thôi. Như vậy 13 nhân 100 chính là 1300 trừ 13. Giờ như vậy là 1300 trừ 13 bằng bao nhiêu thì mình nhận được đúng không? Như vậy là 1287 đúng không? Như vậy là câu B cũng sai luôn. Giờ tiếp theo mình sẽ nhẩm 14 nhân cho 99 thì mình cũng làm tương tự như câu B thôi. Như vậy là 14 mình sẽ viết lại. 99 mình sẽ tách ra là 100 trừ 1. Giờ mình nhân vô 14 nhân 100 là 1400. 14 nhân 1 là 14. Giờ 1400 trừ 14 thì bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm được đúng không? Như vậy là 1386. Như vậy mình thấy là đáp án C sẽ là đáp án đúng. Như vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án C nha. Đúng này. Mình nhớ là khi trong phần trách nhiệm thì trong 4 câu chỉ có một câu đúng. Nên mình đã xác định được câu đúng, mình không cần tính đáp án D nữa nha. Mình chỉ cần tính tới khi đáp án D, đáp án đúng là được nha. Giờ câu số 4 cái hiểu bài cái này. Mình sẽ tách ra như vậy nha. 11 thì mình tách ra là 10 cộng 1. 99 mình tách ra là 100 trừ 1. Giờ mình tính nhẩm nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài chưa nè. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 5 nha. Giờ tiếp theo là câu số 5 mình sẽ tìm bước chung lớn nhất của 18 và 24. Giờ như vậy là thầy cũng tính nháp cho các em biết. Như vậy là có hai cách để mình tính nhé. Ở đây là phần trắc nghiệm nên mình sẽ cố gắng làm sao cho nó nhanh để mình tìm ra đáp án chính xác nhất. Như vậy nếu mà các em làm không thường thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố. Đúng rồi. Giờ sau đó mình mới tìm được ước chung lớn nhất. Đó là cách không thường. Còn cách thứ hai là mình có thể nhận. Như vậy ước chung lớn nhất của 18 và 24 có nghĩa là mình sẽ lấy 18. Mình phải chia hết cho số đó. Đúng rồi. Và 24 cũng chia hết cho số đó. Thì số đó mới chính là ước chung của 18 và 24. Như mình thấy là 18 thì chắc chắn là không chia 24. Như vậy đáp án A là đúng không? 18 chia cho 18 nhưng mà 24 không chia hết cho 18. Đáp án B là 18 không chia hết cho 12. Đáp án C là 18 chia hết cho 6. 24 chia hết cho 6. Như vậy là chắc chắn là đáp án D đúng. Như vậy 3 đáp án đã bị lậu thì còn đáp án D chắc chắn là đúng. Như vậy câu số 5 này mà sẽ chọn đáp án D. Đó là cách mình tính nhận đúng không? Còn nếu các em không biết cách đó thì mình cứ làm không thường. Mình sẽ lấy nhất do mình đi phân tích ra thừa số nguyên tố đúng không? Giờ thầy sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố cho các em xem cách nào nhanh hơn để các em quyết định mình sẽ áp dụng cách nào nha. 18 mình sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố. 18 thì sẽ là 2 nhân 9. 9 thì chính là 3 bình phương. Như vậy kết quả 2 nhân 3 bình phương đúng không? Giờ 24 thì mình sẽ tách ra như thế nào? 24 thì chính là 8 nhân 3. 8 thì chính là 2 lũy thừa 3. Như vậy là 2 lũy thừa 3 nhân cho 7. Giờ bây giờ mình sẽ suy ra ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của 18 và 24. Và giờ mình xem có số nào giống nhau. 2. Bên đây là 2 lũy thừa 3. Như vậy mình sẽ lấy số 2. Mình lấy lũy thừa nhỏ hơn. 3 bình phương 3 lấy số 3. Như vậy 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy kết quả cuối cùng cũng bằng 6. Như vậy là mình thấy là hai cách điều giao cùng một kết quả là 6. Và các em thấy cách nào dễ hơn thì các em làm cách đó nhé. Thầy sẽ không bắt buộc các em làm một cách nào nhé. Các em tự quyết định cách nào nhanh hơn. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu số 6 nhé. Cái phần nháp thì mình sẽ xóa đi. Giờ tiếp theo là câu số 6, mình sẽ tìm bộ chung nhỏ nhất của 3, 4 và 6. Như vậy là cũng có hai cách tính. Cách thông thường là mình sẽ đi phân tích ra thừa số nguyên tố rồi tìm bộ chung nhỏ nhất. Đúng không? Còn cách hai thì mình có thể nhận. Như vậy bộ chung của 3 số này thì phải số đó phải chia hết 3 số và số đó phải nhỏ nhất trong 4 số này.
Như vậy 72 thì chắc chắn phải chia hết 3 số. 36 cũng chia hết 3 số. 3 số này. Và 12 thì cũng chia hết cho 3 số này. Đúng này. Còn 6 thì không chia hết 3 số nha. 6 thì chỉ hơi chia hết cho 3 và 6 thôi, đúng không? Như vậy là trong 3 số này mình thấy là số 12 sẽ nhỏ nhất. Như vậy mình cứ lận la, bỏ chung nhỏ nhất sẽ là 12. Đó là cách mình tính nhầm. Còn không thì mình cứ phân tích ra rồi số nguyên tử mình làm bình thường nha. Giờ thầy sẽ tính nhắc cách 2, cách không thường. Đúng. Các em so sánh xem cách nào nhanh hơn thì mình sẽ quyết định chọn cách nào nha. Vì đối với câu trắc nghiệm thì mình làm cách nào mà nhanh nhất có thể để cho ra đáp án đúng là nhanh nhất. Đúng này. Như vậy mình sẽ đi phân tích ra rồi số nguyên tố thì 3 thì là số nguyên tố không cần phân tích. 4 mình sẽ phân tích là hai bình phương. 6 mình phân tích ra là bằng là 2 nhân 3 đúng không? Dạ. Như mình sẽ suy ra bỏ chung nhỉ. Có 3 số đó. Các bạn, như vậy là mình thấy có gì giống nhau, có gì giống khác nhau. Như vậy là hai bình phương, hai lấy hai bình phương. Đúng. Giờ số 3. Lấy số 3 luôn. Giờ bay số 3 thì có nghĩa vẫn là số 3 thôi. Như vậy là 2 bình phương là 4 nhân 3 là 12. Như vậy kết quả cũng là 12. Đúng. Như vậy là dù là tính nhẩm hay là tính nhép thì kết quả đều là 12. Giờ như vậy là mình xong câu số 6, mình sẽ qua tiếp phần tự luận nha. Giờ tiếp theo phần tự luận. Câu số 1 tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý nhất nếu có thể. Giờ như vậy mình sẽ đi làm những biểu thức sau đây bằng cách hợp lý nhất nha. Giờ như là câu A. Như mình sẽ biết là cái đề trước A bằng 37 nhân cho 173 cộng cho 62 nhân cho 173 cộng cho 173. Như vậy mình thấy là ở đây là 173 giống nha, 173 giống nha, 173. Như vậy mình hiểu là 173 này sẽ là 173 nhân 1 nha. Như vậy mình thấy là 173 giống nhau, giống nhau, mình sẽ giúp ra 173 giống nhau làm nhân tử chung nha. Lúc này ở đây giúp ra thì còn lại 37 dấu cộng viết lại. Ở đây giúp ra thì còn lại 62 dấu cộng viết lại. Ở đây giúp ra thì còn số 1 đúng. Giờ 173 giống nhau viết lại. Giờ như vậy mình sẽ lấy 37 cộng 60 2 cộng 1 đúng không? Mình sẽ nhận 7 cộng 2 là 9 cộng 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 3 là 9 khi 1 là 10, như kết quả là 1 chắc đúng không? Như vậy là 70 173 nhân cho 109 là 173 thêm 2 số 0. Có nghĩa là 17.300. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. Giờ câu B mình sẽ viết là cái đề 72 nhân 99 cộng 28 nhân 99 trừ cho 900. Giờ như mình thấy là 99 giống nhau, 99 giống nhau, giống nhau, mình sẽ giúp 99 giống nhau và làm nhân tử chung. Giờ giúp ra thì đây còn là 72 dấu cộng viết lại. Này giúp ra sẽ còn 28 trừ 900 viết lại. Giờ như vậy là giờ thầy sẽ xuống dòng chỗ này. Giờ như vậy là 99 mình viết lại, giống nhau viết lại. 72 cộng cho 28 bằng bao nhiêu mình sẽ nhận. 2 cộng 8 là 10, viết 0 với 1. 7 cộng 2 là 9, 1 là 10, như kết quả là 100. Giờ như giờ 99 nhân cho 100 sẽ là 9900, có nghĩa là 9900. Giờ 9900 trừ 900 thì bằng 9, bằng 9000, đúng không? Như giờ kết quả cuối cùng sẽ là 9000. Giờ các em hiểu câu B chưa?
Mình thấy là có gì giống nhau thì mình sẽ rút ra làm nhân tử chung. Giờ mình tính bình thường là giờ kết quả đúng không? Giờ câu B này cũng đơn giản đúng không? Mình sẽ qua tiếp câu C. À, có lý thừa nha, đúng không? Giờ C bạn. Giờ mình sẽ viết lại cái đề 2 lý thừa 3 nhân 3 trừ cho 1 lý thừa 10 cộng 15 chia cho 4 bình phương. Giờ như vậy là mình quan sát cái đề của mình. Như vậy mình thấy là trong cái biểu khúc này mình có lý thừa, có phép nhân, có dấu ngoặc, có dấu chia. Như vậy là mình nhớ là có lý thừa thì mình cứ việc tính lý thừa trước nha. Như vậy là 2 lý thừa 3 cũng như là 2 nhân 2 nhân 2 là 8. Đúng, nhân 3 viết lại, dấu trừ viết lại, dấu ngoặc viết lại lên. 1 lý thừa 10 thì chính là bao nhiêu? Là số 1 đúng không? 1 lý thừa bao nhiêu thì cũng bằng 1 mà thôi. Giờ chia 4 bình phương chính là bao nhiêu? 4 bình phương có nghĩa là 4 nhân 4. 4 4 bình phương là 4 x 4 là 16. Giờ như vậy là 3 nha. 8 x 3 thì bằng bao nhiêu? Bằng 24. Giờ như vậy là 1 cộng cho 15 là 16. 16 chia 16 thì bằng 1. Như vậy là 24 trừ 1 thì bằng 23. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 23. Đúng không? Cái nào mình thấy nó dễ mình sẽ nhận luôn nha. 1 cộng 15 16. 16 chia 16 thì bằng 1. Đúng không? Nó sẽ nhanh hơn. Giờ tiếp theo là câu D bằng 6 bình phương chia 4 nhân 3 cộng cho 2 nhân cho 5 bình phương trừ cho 201 lý thừa 0. Giờ như vậy là mình thấy là trong biểu khúc này mình có lý thừa, có phép chia, phép nhân, phép cộng, phép trừ. Như vậy mình nhớ là có lý thừa mình cứ việc tính lý thừa trước nha. Như vậy 6 bình phương thì bằng bao nhiêu? 6 bình phương có nghĩa là 6 nhân 6. 6 nhân 6 thì bằng 36. Giờ chia 4 nhân 3 viết lại, dấu cộng viết lại. Giờ do 2 nhân viết lại, 5 bình phương thì bằng bao nhiêu? 5 bình phương thì sẽ là bằng 25 đúng không? Giờ dấu trừ viết lại, 201 lý thừa 0. Mình nhớ là bất cứ số nào lý thừa 0 lên đều bằng 1 đó. Đúng không? Giờ tiếp theo thầy xuống dòng chỗ này nha. Giờ như vậy là 36 chia 4 trước nha. 36 chia 4 thì bằng bao nhiêu? Mình thấy ở đây có phép chia phép nhân thì mình cứ việc thực hiện lần lượt từ trái qua phải. 36 chia 4 thì bằng 9 đúng không? 9 nhân 3 luôn, 9 nhân 3 thì bằng 27 đúng không? Giờ 2 nhân cho 25 thì bằng bao nhiêu? Trừ 1 viết lại cái này. Giờ 27 cộng cho 50 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 77 đúng không? Trừ 1 thì sẽ bằng 76. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 76. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy? Để lại bình luận phía dưới video, chúc hai bạn cùng xem nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ như vậy mình xong câu số 1 nha. Những bài tập còn lại thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.